Dạ thưa chị các bạn, Việt Kiều hôm nay Vũ Chiến được gia đình của Thanh mời qua dùng tiệc. Tại vì bữa nay có cái ghe mới về. Cái ghe này về hồi nào anh hả? Hồi khoảng 1 giờ em. Dạ. Từ ở Mỹ Hòa vòng về đây khoảng 3 tiếng. Dạ. Vậy là mình còn phải làm y như cái ghe của dì Năm nữa hả? Chưa thợ luôn lại. Cũng như vậy, cũng thợ đó luôn. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái người thợ mà làm nhà cho dì Năm á, dạ, chưa làm được, là tại vì cái chiếc phà của Loan á, dạ, hôm bữa ông chú cũng sửa mà ông chưa biết cái chính xác ngày nào, dạ, nên là thợ làm nhà mà có người khác kêu làm thì em ấy phải đi làm cho người ta. Dạ. Khi nào làm cái ngôi nhà nó xong là mới tới ghe mình. Tới ghe mình. Dạ thưa các bạn, thì chiều hôm nay trời chuyển mưa quá trời chuyển mưa rồi. Thanh mà biết Thanh đang làm gì dưới quá trời chưa? Để mình xuống mình tham quan cái ghe coi, đang cúng như này nè. Hello hello. Con làm gì? Đứng giữ chó hả? Sợ chó nó ăn này hay gì? Ủa, chú Chiến lên được không? Chú Chiến lên được không? Thôi, không được quay, không được quay. Không được. Dán gãy rồi. Dạ thưa chị các bạn, thì chiếc ghe khá là đẹp nha. Ghe này là không gãy lên chứ. Nó bự hơn ghe của chị Dư hả? Dạ bự hơn. Bự hơn. Vậy là cái ghe này của ai? Của em hả? Của em hả? Dạ. À. Còn của con cũng của Thảo là chừng nào? Nói em anh Kha nói để hết trong cái tầng này nè, anh đi bên kia có hỏi rồi, ừ, mới dòng về, à, mới sửa. Chắc em với nhỏ em là hết tháng này người ta mới gáp lên lượt một luôn á. Vậy là mai mốt ở đây là có một cái gì? Đại đội ghe luôn. Đẹp lắm. Đại đội ghe luôn. Trời chiều nay chuyện... Thôi 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 thôi, con ở đó con giữ đi. Nãy giờ con có cúng gì chưa? Con giấy lại cho chú Chiến coi coi. Giấy lại coi. Giấy lại đàng hoàng ơi. Ai nữa? Em là ai nữa? Ăn ké mà ăn đi ăn ké mà có trái cây đều được rồi. Cái gì Thanh con giấy gì vậy? Hả? Cái gì luôn? Giá cái gì lớn lớn lên cho chú Chiến nghe coi. Cúng ba chị Long cúng cái chiếc phà mới nha. Đẹp quá. À. Mai mốt ở đây sẽ có một cái vàng ghe. Giống như cái trời nổi. Trời nổi. Trời nổi. Thanh cho. Mai mốt mình. Ồ, quá trời chuyển mưa rồi. Quá trời chuyển mưa rồi. Nếu mà không mưa mình sẽ dùng thiệt trên này thì nó vui hơn nè. Dạ đúng rồi. Mà nó mưa. Thời gian nó mưa thì tiếc quá. Thôi là trời ngắt ngẻ lên đây là rồi. Dính rồi, tại vì mưa đang tạt lên kìa. Tới luôn rồi. Đứng dưới quà giữ chó luôn. Giữ chó hả? Sợ. Nãy giờ thấm gì ạ? Nãy giờ thấm miệng gì ạ? Ăn cái phà của chị Loan ha. Sợ chó ăn con vịt hả? Rồi chết mưa tới. Em vịt vô nè. Đem mưa tới luôn rồi. Sao ta mình đem vô luôn không ta? Tới rồi. Đem vô trong đó. Mưa tới rồi đem dịch vô chứ. Gì? Đem vô trong nhà đó chị. Chắc nãy giờ mấy ổng cũng rồi à. Rồi dẫn con lên. Đây chuyện đồ lên con. Chuyện con dịch lên. Anh. Chuyện. Anh đưa dịch đây con. Mưa rồi. Đưa con dịch đây cho Chiến cầm. Chủ yếu con dịch thôi. Ừ. Chủ bàn này là con vịt quan trọng. Chủ yếu con vịt thôi. Quá trời đắp mưa rồi. Ê, ra xe về luôn à. Anh về luôn mấy đứa ơi. Anh dám về được không? Phải không mưa mình ngồi dưới đó vui ngồi dưới đó mới tuyệt vời. Bây luôn giờ rồi. Để bình bông để hello để hello 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 nè con đem đi chặt đi. Mưa một cái thành ra gối đội hình. Tiền đi vô tiền ơi mưa rồi tiền ơi. Rồi chạy đường đi xuống nào đứng nghiệp đứng nghiệp. Dạ rồi ngoài chú Chiến mới cho ăn thịt vịt. Dạ. Cho một heo không cho ăn. Mưa rồi. Mưa rồi. Mưa rồi con vô. Mưa rồi.
tiền ơi. Đẩy cửa ra, đẩy cửa ra cho rộng luôn. Đi vô công để góp đổi chồng à. Hey, anh Kha anh chịu trận mưa cho đó luôn rồi. Đi lên. Để rồi. Bữa nay cũng có một bạn Hoàng Vũ mới đến đây quay. Dạ Vũ xin chào khán giả trên kênh của anh Chiến nha. Mưa rồi cô chú ơi. Mưa rồi cô chú ơi. Hello dì Năm. Hello. Dạ, trời dì Năm đang cắt dưa hấu. Gặp bữa ăn cơm luôn nha. Dạ, con chú với qua ăn mà. Trời ơi cá lóc dì Năm kho ngon quá trời luôn nè, khô chấm với cái đó, chấm với dưa hấu á. Dạ. Dưa hấu mà ngon dữ vậy? Quá trời nó mưa long thần trưởng rồi. Thanh ơi đóng cửa lại luôn hả? Đóng cửa chém rồi. Mưa rồi bé tiền ơi. Trời rầm luôn rồi, bé tiền ơi. Tiền ơi đi vô. Trời mưa cái thành ra rối đội hình nè. Đây thưa các bạn, thì ở đây có hai món, một món vịt nấu cháo và một món kho. Rất là hấp dẫn nha. Nhưng mà ngặt cái thì trời nó mưa quá trời nên anh em chúng tôi không có thể dọn ở dưới cái chẹt ăn được, phải ăn lên trên này. Tại gia đình sum họp. Nhìn cục thịt hấp dẫn quá. Thanh thèm rồi chứ gì? Thèm rồi chứ gì? Dưa hấu ăn với cá kho kìa. Nhìn cái chảo kho hấp dẫn ghê luôn. Anh thèm ơi. Không. Trời mưa quá nên nói chuyện không nghe luôn. Ồn dữ lắm ồn. Ăn đi con, ăn đi. Dũng đâu chồng đâu? Cơm nè, để đâu? Dạ. Quá trời mưa rồi. Bữa nay đại gia đình sum họp. Vô kêu chồng hả? Trời ơi, tức ông nội ơi. Rồi chú Chiến mời tất cả mọi người nha. Đây là món ruột ba nè. Chị Năm có khéo ghê không? Chị Năm có bụng gì chứ đó, cắt cái này nè. Chị nấu. Cơm nè, ăn cơm có cơm luôn. Thầu ở đó nồi nữa kìa, đây nồi nữa. Cơm luôn đây. Vô Cường đâu? Cơm chạy với nó liền. Chồng đâu? Hả? Rồi tới vô trước. Vô anh Dũng. Vô Cường ơi. Đi đó vậy không? Vô ngồi đây nè. Rồi con ngồi đi. Con ngồi đi. Bây giờ em ăn cơm, bây giờ em không ăn thịt mà em ăn cháo thôi. Ăn gỏi á. Rồi, chú Chiến mời tất cả mọi người nha. Ở đây có dĩa rồi, nhìn Năm ơi, để cho anh đi. Ấy, anh kêu, ăn cháo nè. Quá trời, hồn hào à.
mưa á, trời mưa nên nói chuyện không nghe luôn. Con chạy tôi vượt qua các video của mình đấy, tạm dừng á. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Ai lớn? Tôi thấy con nhỏ.